Kính chào quý vị và các bạn. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, vào lúc 8 giờ 5 phút 35 giây sáng nay, một trận động đất 4 độ Richter, độ sâu chấn tiêu 16 km đã xảy ra tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Người dân sống ở các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa và Trương Mỹ, tại các tòa nhà cao tầng ở trung tâm Hà Nội cũng cảm nhận được rung lắc từ dư chấn của trận động đất này. Về vật lý địa cầu đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0. Về thời tiết trong 3 ngày tới, dự báo từ ngày mai, mưa tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ sẽ có xuống tăng lên với viện giải rác. Sang sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đến ngày 28 sẽ có mưa rào giải rác và có rông. Nhiệt độ cao nhất trong vòng 3 ngày tới sẽ chạm mức là 30 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trong 2 ngày tới chỉ có mưa vài nơi về ban đêm, ngày nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng 31 đến 33 độ. Có nơi xuất điện nắng nóng nhẹ trên 35 độ, sau đó giảm khoảng 1 độ trong 2 ngày tiếp theo. Tại các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mai khi mưa rông sẽ có xuống gia tăng hơn ở phần phía Bắc của khu vực, nhiệt độ có thể giảm về 28 đến 31 độ. Phía Nam khu vực ít mưa và có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt sẽ cao hơn. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết chủ đạo vẫn là có mưa vài nơi, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất, thời điểm trưa và chiều trong vòng 3 ngày tới sẽ ổn định và phổ biến trong khoảng là từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Tây Nguyên vẫn mang kiểu thời tiết của mùa khô, Toàn vùng trời nắng nhiều, có mưa rào, xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Về thời điểm đêm và sáng trời xe lạnh, ban ngày nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang khu vực các tỉnh Nam Bộ, thời tiết trong 3 ngày tới phổ biến không mưa, ngày có nắng với cường độ mạnh. Nhiệt độ về đêm là từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động từ 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn.